3 loại thực phẩm gây đau khớp mà bạn cần biết. Thứ nhất đó là cà chua. Bạn nghe bạn cảm thấy rất là khó tin đúng không? Nhưng thật sự cà chua là một trong những loại thực phẩm mà chứa một cái hàm lượng lớn những cái như vitamin C, những chất chống oxy hóa hay là những cái chất chống gốc tự do rất là tốt cho cơ thể chúng ta. Tuy nhiên đối với những người bị gút thì chúng ta cần phải cẩn trọng cà chua. Một cái nghiên cứu trên 2.075 người bị gút, người ta ghi nhận rằng những cái người mà sử dụng cà chua nó chiếm khoảng 20% và nó làm tăng khởi phát những cái cơn đau cấp hay là làm tăng cái hàm lượng axit uric trong máu của những người này. Một cái nghiên cứu thứ hai được thực hiện trên 12.720 người không bị gút, nhưng khi mà họ ăn cà chua thì họ làm tăng, người ta xét nghiệm người ta thấy là tăng cái hàm lượng axit uric ở trong máu của những người mà ăn cà chua. Vì vậy nếu bạn đang có vấn đề gút hay là axit uric nó tăng thì bạn nên cần cẩn trọng đối với cà chua. Cái thứ hai đó là các loại dầu ngô, dầu hướng dương, dầu đậu nành. Thì như chúng ta đã biết, omega 3 là một cái hoạt chất rất là quan trọng trong cái việc giúp cơ thể chúng ta chống lại những cái phản ứng viêm, và nó có nhiều ở trong cá hồi, cá ngừ, cá trích và các loại hạt. Tuy nhiên có một cái là omega 6, đây là một cái chất nó gọi là gây viêm. Thì bình thường cái chất omega 3 và omega 6 cái tỷ lệ nó phải nằm dưới 5 lần thì cái cơ thể chúng ta mới có thể gọi là nằm trong mức ổn định. Tuy nhiên đối với việc là khi bạn sử dụng quá nhiều những cái loại dầu mà bác sĩ Minh mới vừa kể, ví dụ như dầu ngô, dầu hướng dương, dầu đậu nành, từ những cái chế phẩm thức ăn như là những cái dầu hoặc là những cái bơ, từ cái đồ ăn đóng hộp, những cái thức ăn chiên xào, nó sẽ làm tăng cái hàm lượng omega 6 trong cơ thể chúng ta, và nó vượt cái tỷ lệ 1/5 đó, 1/5 đó hay 5/1 đó, thì nó sẽ làm cho cái việc tăng những cái phản ứng viêm trong cơ thể, dẫn tới những cái khớp chúng ta dễ bị đau nhức. Và cái thứ ba đó là những cái đồ uống có đường. Thì việc khi mà bạn sử dụng những cái loại nước ngọt hay là những cái đồ uống có đường, hoặc những cái loại mà người ta nói là không chứa đường đi chăng nữa, thì những cái loại nước ngọt mà không chứa đường đi chăng nữa thì bạn cũng nên cẩn trọng, vì thực phẩm nó có chứa nhiều đường, nó thường nó sẽ là gây tăng những cái phản ứng viêm mãn tính trong cơ thể chúng ta. Không chỉ riêng gì ở khớp mà hầu như tất cả các cơ quan dễ dẫn tới những cái vấn đề bệnh lý tim mạch, tiểu đường, và trong đó có những cái cơn đau khớp. Vì vậy hãy cố gắng hạn chế sử dụng những cái đồ ngọt hay những cái đồ thức uống có đường. Hãy theo dõi kênh của bác sĩ Minh để có thêm nhiều kiến thức y khoa bạn nhé.